Hello, xin chào cả nhà. Rất vui gặp lại cả nhà trên kênh YouTube của Nam nha. Cũng lâu rồi Nam không có dịp đi về Cần Giờ. Hiện tại thì Nam đang trên phà Cần Giờ nha cả nhà. Và cũng muốn chia sẻ lại với cô chú anh chị về những cái trải nghiệm thú vị trên phà Cần Giờ. Ở đây chúng ta đang ở trên bến phà Bình Khánh, đi từ Nhà Bè sang Cần Giờ nha cả nhà. Thì như thông thường thì chúng ta đi đến đây và chúng ta cũng sẽ phải dừng lại cũng tầm 15-20 phút thôi là chúng ta đã có phà chúng ta qua lại rồi. Đó là những ngày bình thường, cuối tuần thì có thể chúng ta phải đợi lâu hơn nha cả nhà. Với xe 7 chỗ thì chúng ta tốn cũng tầm 25.000 để chúng ta qua phà. Đó là một người với xe. Còn nếu mà có thêm người thì chúng ta sẽ thêm khoảng 3-4.000 gì đó trên một người nữa nha cả nhà. Rồi bây giờ thì chúng ta cho xe đi xuống phà và chúng ta qua bên hướng Cần Giờ nha. Rồi thì Nam cùng với cả nhà trải nghiệm phà Cần Giờ, phà Bình Khánh nha. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cho cả nhà có một ngày làm việc thật vui và hạnh phúc nha.